Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn đánh chống chèo của mình. Và vài hôm vừa rồi thì mình chậm ra video hơn một tí vì phải đi chữa cho nó hết cái bệnh cảm cúm đi. Thì hôm nay mình xin phép được quay trở lại với là một cái làn điệu như bài trước mình đã nói và cũng có đa số rất nhiều người yêu cầu, đó là làn điệu Lưới Lơ. Thì sở dĩ vì sao như bài trước mình có nói là vì sao mình thích cái làn điệu Lưới Lơ này, vì là mình thấy nó rất là hay từ cái giai điệu của bài hát này. Nhiều nơi người ta hay dùng cái bài hát này để kiểm tra chuyên môn bất cứ một nghệ sĩ nào. Nó có những cái quãng rất thấp lên những cái quãng rất là cao. Cái quãng của bài hát nó có những quãng rất là rộng, là cái âm vực để cho người ta kiểm tra cái giọng, ví dụ như là vừa thấp này, tề tề ngồi này, nó là rất là cao này, cái đoạn là thấy y cô đấy. Và cái bản làn điệu này cũng rất là thường xuyên được sử dụng. Nó chính ra thì theo cái lời của nó thì rất là vui. Thế nhưng mà tùy từng hoàn cảnh, cái làn điệu này có thể là hát theo cái kiểu nhảy nhót vui tươi cũng được. Hát theo cái kiểu mà cho nó trữ tình cũng được. Cũng có thể là hát theo cái kiểu nó man mác buồn, như là cái đoạn mà ông Lưu Bình ông ấy hát lúc mà chuẩn bị sang nhà Dương Lễ lần thứ hai đấy. Thì rất ít có những cái làn điệu nào của chèo mà lại có nhiều, có thể có được nhiều cái sắc thái như vậy. Mình rất là thích cái làn điệu này. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chơi cái làn điệu này một cách cái cơ bản nhất. Thì cứ dần dần mình đánh cơ bản, xong là những cái buổi sau thì có thể là mình có những cái bài mà nâng cao lên cho mọi người hơn. Thì với điều kiện là mọi người phải nắm vững được cơ bản. Thì ở trong cái làn điệu này, trước tiên là mọi người nghe mình đánh thử một lần. Cái bản hát này là cái bản hát mà các nghệ sĩ nhà chèo Thái Bình thu. Cái làn điệu này, cái cách hát kiểu như này nhá, là sẽ lưu không xong vào hát luôn, không có ngâm nga gì cả. Mà như mọi người cần đến gân, đấy là cái đoạn mà thấy này, thấy đó. Mình xin đi vào từng câu một. Câu đầu tiên, ví dụ như là người ta sẽ phải đánh cái lưu không rồi vào hát, thì cái lưu không bắt đầu như nào, thì như ở dưới Thái Bình đấy, bọn mình hay đánh theo kiểu là hai cái dùi tắt, hai dùi tang để cho dàn nhạc vào, ví dụ mà chống vào trước này, tình đắng đấy, tì là đấy, thì dàn nhạc người ta sẽ nghe hai cái tiếng tắc tắc để làm hiệu lệnh để người ta vào, tầm tầm đằng 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 tít đó, đằng 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 đó. Lưu không bốn nhé, lưu không bốn thì những bài trước đã học rồi, mình đánh lại, hôm nay mình đánh lại cho ai chưa biết thì có thể là biết được này. Đó. Đấy là lưu không bốn. Tăng 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 tăng. Rồi, ok. Và là đầu tiên này, câu đầu tiên này. Ta đi. Này. Thì ta đi là một lèo đơn lên mặt.
ta đi đắc đắc đinh. À, ta đi hai dùi vào chữ đi, ta đi đắc đắc đinh. À, ta đi đắc đắc đinh. Rồi ta đi đi chợ dốc, ta đắp 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 là tề tề ngồi, ta đắp đắp đắp. À, ta đi đắc đắc đinh đi chợ dốc, ta đắp đắp ngồi. À, ta đắp đắp ngồi, mượn dùi tay trái, ta đắp đắp ngồi, ngồi hai dùi này. Ta đi cắt tinh đi chợ dốc, tề tề ngồi, đúng không? Tề tề ngồi, đúng không? Tiếp này, ý ý ý gốc. Ta đi đi chợ dốc, tề tề ngồi. Đấy, tề tề ngồi, tích tắc trái phải, tề tề ngồi, tắc tắc ý ý gốc. Đấy, tề tề ngồi, đấy, tề tề ngồi, ý ý gốc, đúng. Đó, ý ý gốc, đúng. Tề tề ngồi, đấy, tề tề ngồi, tề tề ngồi, tích tắc ý ý gốc. Ta đi, đi chợ dốc, tề tề ngồi, ý ý gốc. Đó, xong lại gốc cây đa, tề tề ngồi. Thì cái lèo sau này có thể bị hai cái câu nó giống nhau, tề tề ngồi ý gốc gốc cây đa, tề tề ngồi ý gốc gốc cây đa, đánh như nhau thôi. Những cái lèo sau thì mọi người có thể bớt hai tiếng tắc đi để mình đoán. À, tề tề ngồi, đấy, tề tề ngồi đó, ý gốc đấy, thì mình không đảo được. Câu trước này, tề tề ngồi tắc ý gốc, đúng không? Thì câu sau là mình không đảo nữa, tề tề ngồi ta đắp ý ý gốc tắc. À, đánh theo ý ý ý gốc này, ý tay trái, ý ý ý gốc tắc tinh. Đấy, thì câu sau, câu trước là tắc tinh lèo đơn rồi, thì câu sau mình có thể mình lấy cái lèo lèo đơn nhưng mà đánh lên mặt, đúng không? Ý gốc gốc cây đấy, tề tề ngồi ý. Đấy, gốc gốc cây đa, đấy, gốc gốc cắt đùng, tay trái lên trước, lên mặt trước, cắt đùng đùng đùng. Đó, mình đánh lại từ đầu này. Ta đi cắt đùng đi chợ dốc, tề tề ngồi đi gốc cắt đùng gốc cây đa, tề tề ngồi đi gốc. Sang du thế này thôi nhé. Gốc cắt tinh tinh, gốc cắt tinh tinh, gốc nó là tay phải này, gốc cắt tinh tinh, xong là tinh tinh, hai tiếng này phải luôn, tinh tinh top chat, gốc cắt tinh tinh, tinh tinh top đa, nên đây là chữ đa rồi. Đó, vào cái lèo thấy này, thì trước khi vào chữ thấy, gốc cây đa là mọi người phải có cái lèo rắp tinh tắp, là cái lèo trước khi vào cái y. Y của cuối bài tương đương với cái lèo rắc tích tắc. Đấy, rắc tích tắc. Thì cái đoạn đấy thì thường thường dàn nhạc thì hay đánh là ti đi đi ta ti đấy. Ta ra 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 ti là ta ra tăm tăm. Đấy. À. Nào. Bây giờ là gốc cây đa ta ra ta ta. Đấy, bây giờ mình vào cái thấy này. Thấy ấy thì cái nhịp của cái chữ thấy ý y y cô nó là bốn nhịp, nó bằng với nó giống như là mình hay dùng cái lèo mà y y y y y y mình đánh vào cái chỗ này, nên là có bốn nhịp. À, thấy, à, cái đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là mình đổ hồi. Thì đổ hồi như thế nào? Thấy. Đó, cách này thì khó hơn. Đấy, thì người ta sẽ có cái nhịp để nó bắt vào hơn. Có mọi người đổ theo cái cách tự do, ví dụ như là ý năm năm. Đấy, thì như vậy người ta rất khó vào. Tinh 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 thấy. Là nó vào thấy là mình về rồi. Tinh 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 thấy. Câu này hơi khó một tí. Mọi người tập trung này. Tay phải trước này. Hai dùi trái phải. Phải trái phải. Tinh 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 tinh. Xong lại trái phải lần nữa. Thì cái trái phải thứ hai nó chậm hơn. Tinh tinh. Cái này là kép. Là chỗ ngon. Phải.
cuối cùng kết thúc ở tay trái, xong là vào V. Phải, trái phải, trái phải, trái V. Đấy, thì đánh nhanh lên một tí như này. Nhanh lên. Đấy thì bắt đầu vào V, nó là vào chữ thấy, đúng không? Thì cái nhịp nó vẫn đảm bảo được, người hát người ta không bị lơ đãng vào cái nhịp. 1 2 3 4 5 6. Đấy, hết chữ thấy là mình phải có cái này nhá. Thấy. Thấy. Đúng không? Thấy. Đến đấy thôi nhá. Là ý y cô là phải về cái nhịp đơn giản. Bởi vì cuối câu đấy nếu như mà mình đảo phách một cái là rất dễ bị mất nhịp ở cái đấy. Đấy, phải có cái tập này để người ta biết là hết cái nhịp. Đúng không? Bởi vì mình đang về mà. Tình 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 thấy hai ý y cô tách tách tình ý gì ta rắp. Ý gì ta rắp cô này thấy. Đấy. Ý cô tách tách tình ta rắp tắt 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 ta rắp là này thấy rồi đấy. Ý cô tách tách tình ta rắp tắt 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 ta rắp. Đó, cái ta rắp tắt là có một cái phách trở. Ta rắp tắt. Ta rắp tắt tục. Đấy, đúng không? Ta rắp tắt kịch tắt 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 kịch, đúng không? Ta rắp tắt kịch tắt 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 rắp là thấy rồi này. Ý cô tách tách tình ta rắp tắt cô là thấy, đúng không? Là thấy ta rắp ý cô. Đó. Là thấy ý cô cắt cô bán rượu. Ý đó. Leo 2 bán rượu. Ý à, hai tiếng tinh này, hai tiếng mặt này vào cái ý. Hoặc là có thể là ba tiếng thì phải đánh nhanh hơn. Bán rượu. Ý à, như mình thì khuyến khích cái lùng lèo 2 hơn. Mình đánh đơn giản đã, chưa cần phải đánh lèo 3. Ý rồi đón giữ mặc áo. Mặc áo ta rắc tắc tắc nâu xà cụ. Đó, mặc áo y áo nâu xà cô lại ta rắc y khoác dây lưng ta rắc y xanh. Đó, lại thắt dây lưng y xanh. Câu này đánh rồi, học rồi. Ta rắc tắc chát. Đấy, lại cái lèo để chữ ghi vào cái chữ thấy đấy. Ta rắc tắc chát là vào y. Đấy. Đúng không? Cái này thì mọi người vừa đánh ở cái đoạn vào cái thấy đấy. Thấy. À, thì cái y này mọi người cũng khi mà vào cái thấy, ví dụ mình đánh hai chỗ thì cái thấy đầu tiên mình về, thì cái thấy ở cái thứ hai chẳng hạn để nhớ đấy. À, thì mình lại dùng cái lèo y này. Đấy, cho nó khác đi, ví dụ như đó. Để y thương tắt y thương này để. Đúng không? Thì như vậy là đã hết một chỗ đầu rồi. Các chỗ sau thì gọi chỉ có đánh lại giống nhau, lặp lại thôi. Thì đấy là một cái cách đánh cũng đơn giản. Đơn giản nhưng mà cái cách này thì là vẫn để đánh theo cái kiểu mà nó vui vui. Đấy, còn nếu như mà các bạn, cái làn điệu này mà các bạn đánh vào cái lúc mà ông Lưu Bình không hát để đi sang nhà Dương Lễ. Đấy, thì các bạn phải đánh ít ngón đi và đánh buồn hơn một tí. Đấy, còn tùy vào cái ví dụ như là những cái bình thường mình hát bình thường mình có thể đánh cho nó vui lên, đánh xôm xôm lên. Nên làn điệu này mà ví dụ như mà hát cái lời cổ chẳng hạn mà mình đánh chậm quá thì nó cũng không hay. Đúng không? Đấy, ví dụ mình thử
đánh hai cái sắc thái cho các bạn nghe này. Ví dụ như là đánh cái vui này. Ta nam ta ra ta ta đi. Đấy, ta đi. Đi chờ ở góc để để ngồi. Đi đi nó. Để ngồi. Đấy là cái vui buồn này các bạn. À, ông Lưu Bình hát này. Tìm đâu cho mấy ngày cho đi thấy ngách non tiên bé vàng chi mấy cơ duyên. Hãy ghé ý con tiền sung được ý thì đó thì vui và buồn hai cái làn điệu này mình đánh như vậy này, có rất ít cái làn điệu mà đánh theo cái kiểu được nhiều cái sắc thái như thế này. Thì cái thêm một cái điều nữa là cái làn điệu này thường thường là nó sẽ có thêm một cái lưu 08 ở cuối. Thì lưu 08 hôm nay mình sẽ tiện để mình giới thiệu luôn cho mọi người cái lưu 08. Và cái chỗ cuối cùng khi kết thì người ta sẽ kết một lưu 08. Thì giai điệu nó là tằng đàn ta ra 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 ti ra 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 ti ra ti ra ti ra ti ra 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 ta ra ra ti ta ra ra ta. Đó, cái giai điệu của lưu 08 là như vậy. Thì mình sẽ đánh thế nào nè, bắt đầu tắt tắt tình tăng vẫn như vậy đúng không, tăng tăng ta lăm tắt tắt này tình tình ta lắp tắt 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 này tình tình cái leo này mặt này đánh thế nào, đấy hoặc là đúng không, phải trái phải trái phải tinh 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 nó hơi bị đảo phách một tí đấy, mọi người có thể ý thấy không, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Đấy, đến đấy rồi thì bắt đầu mình lại lấy cái đuôi của cái lưu 04 này. Cái phần giữa mà có cái này. Đó. Mình đánh lại này. Đến cuối mình sẽ đánh hơi chậm lại một tí. Có một cái cách đánh nữa cái lưu 08 này, để cho những ai mà có thể đánh cứng rồi hoặc cả đánh được cái kiểu vừa rồi học thêm này. Ví dụ như là mình không đánh là tinh tinh tắt 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 nữa, đúng không? Mình thay bằng cái cách khác, đó là cái cách nào? Là mình vê. Đấy, cái tinh tinh tắt tích chắc là mình sẽ vê. Đấy. Đúng không? Thì là
như nhấn ở cái phách cuối cùng. Đấy, thì mình sẽ không đánh cái đấy. Tình tình rát chát rát. Tình tình rát rát. Lại về như vừa rồi, đúng không? Rồi, cái một cái cách nữa này. Nó có một cái gọi là mình gọi là quăng lèo. Cái này hơi khó. Thì những cái cách trước mà các bạn nắm được chắc rồi thì cách sau thì mình chỉ thêm ngón vào thôi. Nhớ thêm ngón là mình gọi là vui vui, gọi là để đánh rậm ngón là vậy. Thì cái hôm nay ấy, là mình cũng đã chỉ cho mọi người gọi là cái cách cơ bản nhất của cái làn điệu lơ lơ. Đó. Thì mọi người cố gắng tập đánh đơn giản như vậy đã. Khi mà mọi người đánh đi đánh lại nhiều lần nó quen rồi thì mọi người sẽ có tự mình sẽ có những cái riêng của mình. Nhưng mà trên cái cơ bản là mình nắm được cái cơ bản như thế, mình không đánh thừa phách nào, không đánh thiếu phách nào, chẳng hạn như vậy. Và cái lên mặt và ra tang của mình nó hợp lý. Đó. Thì còn có những cái vấn đề gì mà mọi người thắc mắc thì cứ để lại bình luận, mình sẽ trả lời vào những video sau. Thì và bây giờ là mình xin phép được chào tạm biệt mọi người và mình đi uống thuốc. Hẹn mọi người vào hôm sau nhé. Bye bye.